Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me. Chào tất cả các bạn, mình đang có mặt tại đại lộ Vinh Cửa Lò. 12 làn xe chạy ngay khu vực xã Nghi Phong. Đây, hôm nay xin chia sẻ cho các bạn cái quy hoạch của đại lộ Vinh Cửa Lò. Quy hoạch phân khu đại lộ Vinh Cửa Lò và khu vực hai bên đại lộ Vinh Cửa Lò các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy này, từ điểm này này đến điểm này này, đại lộ Vinh Cửa Lò chạy từ Vinh xuống Cửa Lò. Bên này là những cái ký hiệu chú thích nhé, ví dụ như đất công cộng thành phố này, đất công cộng đơn vị ở này, đất cây xanh thành phố này, đất cây xanh đơn vị ở này, đất cao tầng này, đất thấp tầng này, đất ở làng xóm dân cư hiện có này, đất nhà trẻ mầm non này, đất trường học, đất hạ tầng kỹ thuật, là những cái chức năng sử dụng đất của phân khu đại lộ Vinh Cửa Lò. Còn dưới này nhá, là ký hiệu về màu ấy, là đất ở mới, đất ở cũ, mặt nước, thảm cỏ. À, đây các bạn nhé, các bạn có thể thấy ấy, cái đường này là chính giữa này là đại lộ Vinh Cửa Lò này. Đó, kéo thẳng xuống dưới kia. Và những cái màu này là ký hiệu từng phân khu chức năng. Rồi bên này là phối cảnh của những cái tòa nhà hai bên đại lộ Vinh Cửa Lò. Trung tâm thương mại, rồi nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng, nhà trẻ, rồi các khu đất ở mới, đất ở cũ, rất nhiều cái. Đất mặt nước, đất cây xanh. Và đây các bạn nhé, đây là những cái phối cảnh nhé, là những công trình sau này sẽ có ở khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò, ví dụ như trung tâm nghiên cứu và phát triển này, là đây này. Rồi khu thể dục thể thao này. Rồi trục đại lộ nối khu 4, khu 5 này. Các trục đại lộ nối khu 4, khu 5. Khu bảo tàng có tuyến tàu điện chạy qua này. Rồi hai tòa tháp đôi phía cuối đại lộ Vinh Cửa Lò. Đó, các bạn thấy không? Và đại lộ Vinh Cửa Lò này nhá, là có những đoạn ấy là mặt cắt ngang của đại lộ Vinh Cửa Lò là 95m. Có những đoạn là 160m. Ví dụ như đây này, khu vực từ đây này xuống đây này là 95m nhá. Đến điểm này là mặt cắt ngang là 160m này. Vòng xoay này là mặt cắt ngang 290m này. Đó, đi xuống đây là phía Cửa Lò rồi, địa bàn Cửa Lò này. Đoạn này thì có 72m thôi. Mình lấy ví dụ nhá. Đây là một cái khu thương mại dịch vụ ngay gần khu tái định cư Nghi Xuân. Đây là khu vực tái định cư Nghi Xuân. Đó, các bạn thấy không? Hai bên đại lộ Vinh Cửa Lò ấy, là sau này người ta sẽ làm rất nhiều công trình với mục tiêu là phát triển nhà ở này, phát triển thương mại dịch vụ này. Đó, tạo ra không gian phát triển mới. Đại lộ Vinh Cửa Lò tạo ra không gian phát triển mới, đưa thành phố Vinh trở thành đô thị biển. Còn bên này là mặt cắt ngang, mặt cắt ngang của các đoạn của đại lộ Vinh Cửa Lò. Ví dụ như đoạn này là 95m, rồi có đoạn là 160m, có đoạn là 290m. Cái đoạn mình đang đứng ở đây là 95m các bạn này. Đó, anh chị em có nhu cầu đầu tư bất động sản khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò thì liên hệ mình nhé, theo số điện thoại 0968 420 275. Mình sẽ chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích về quy hoạch. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me-